Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình làn sóng đài truyền hình VBS 57.6 và cùng trở lại với phần 3. Phần 3 này, cũng như Thanh Phương đã nói, sẽ chia sẻ về gia đình của ông Joe Biden. Vậy, nội dung của phần 3 là gì? Cựu giám đốc Twitter tiết lộ quan trọng về quyết định kiểm duyệt thông tin của Hunter Biden. Trong phiên điều trần diễn ra vào ngày thứ Tư, tức là ngày 8 tháng 2 tại Hạ viện, cựu giám đốc hàng đầu của Twitter, ông Yoav Roth, đã tiết lộ thông tin mới về việc công ty mạng xã hội kiểm duyệt thông tin máy tính điện toán của ông Hunter Biden vào năm 2020 là do từ một công ty kỹ thuật khác, không phải là FBI. Và cựu giám đốc của Twitter là Ủy ban Giám sát Hạ viện 2, công ty ngăn chặn những đường dẫn bài báo của New York Post vào tháng 10 năm 2020. Thì quý vị thấy khi mà phát hiện ra những thông tin mật từ máy tính của Hunter Biden thì Ủy ban Giám sát Hạ viện là ai? Là những người thuộc đảng Dân Chủ. Họ đã ngăn chặn những đường dẫn bài báo của New York Post ngay lập tức, là vào ngày tháng 10. Và quý vị nhớ là tháng 10 thì chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống 2020. Về những điểm tương đồng với những rò rỉ máy điện toán của Dân Chủ bị xâm nhập trước bầu cử 2016. Họ cho rằng quyết định đàn áp 24 tiếng đồng hồ này là một sai lầm, nhưng khó đưa ra đánh giá giữa một phát ngôn gây tranh cãi hay một phát ngôn nguy hiểm trong cuộc chiến dịch tranh cử. Thì nếu mà bên Ủy ban Kiểm soát Hạ viện họ để cho tờ New York Post vẫn đăng và không có bị shutdown trong vòng 24 tiếng, chắc chắn là bài đăng đó sẽ truyền tay từ người này qua người kia rất là nhiều, sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống 2020. Và chắc chắn một điều, ông Joe Biden sẽ không bao giờ đắc cử tổng thống 2020. Tại vì lúc đó là mọi thứ đều đổ dồn, làm luôn luôn ca tụng ông Joe Biden là một người thế này thế kia. Nhưng mà bên cạnh đó, những cái chuyện xấu xa đã giấu nhẹm nó đi thì làm sao mà người dân có thể thấy được một cách tổng quan hả thưa quý vị? Và trong bối cảnh đó, các nhà lập pháp Cộng hòa cho rằng quyết định của Twitter có thể khiến một cuộc bầu cử nghiêng về Biden chứ không phải là cựu tổng thống Donald Trump, thì chắc chắn là điều này rồi. Nếu mà mọi thông tin xấu của Biden đều giấu đi thì chắc chắn ông Joe Biden làm sao có thể thắng cử, và chắc chắn cuộc bầu cử sẽ nghiêng về cựu tổng thống Donald Trump. Một số nhà lập pháp kêu gọi cần phải có dự luật ngăn không cho Twitter chặn những ý kiến hay các cơ quan chính phủ đưa ra đề nghị chống lại một bài báo. Cái vấn đề này quý vị nghe từ năm 2020 và đến khi bây giờ ta nghe, ta cũng thấy có một sự tương đồng với Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2022 khi họ đăng lên một đường dẫn là họ nói: bây giờ Bộ Tư pháp đang điều tra về những tài liệu mật của cựu tổng thống Donald Trump, chúng tôi không có quyền tiết lộ thông tin. Và vào ngày 2 tháng 11 năm 2020 thì tất cả những tài liệu mật của ông Joe Biden đã lộ ra, nhưng Bộ Tư pháp không có quyền tiết lộ. Có nghĩa là đến khi ông Kevin McCarthy lên nắm quyền chủ tịch Hạ viện thì tất cả những tài liệu mật đó mới có cơ hội cho chúng ta biết được. Đó là trò chơi chính trị. Nhưng Dân Chủ tố cáo phiên điều trần ngớ ngẩn và là chiêu trò chính trị đáng kinh ngạc. Cái vấn đề này là có vật chứng và có người làm chứng thì họ kêu là ngớ ngẩn. Nhưng họ nói đây là chiêu trò chính trị đáng kinh ngạc, nhưng mà có đôi khi họ đem ông Trump ra để mà điều trần, để giống như là kiểu là bôi nhọ vấy bẩn lên cái cả một cái để cho ông Trump, ông đó là Trump không thể ra tranh cử nữa, thì họ nói đó là điều phải làm và đó là những cáo buộc hình sự, chứ họ đâu có nói là trò chơi chính trị đâu. Nhưng mà khi mà đảng Cộng hòa đứng ra làm một điều gì đó thì họ nói đây là trò chơi chính trị, có phải là sự lực lọng hay không? Có nghĩa là đảng Dân Chủ họ luôn luôn cái gì chúng tôi cũng đúng, quý vị luôn luôn sai, nhưng khi chúng tôi sai quý vị nên coi lại. Đây là cái chiêu trò của đảng Dân Chủ. Và Twitter là một công ty tư nhân có quyền đưa ra quyết định những gì họ cần đăng. Dân Chủ cũng đặt nghi vấn về những cáo buộc căn bản chống lại Biden xuất phát từ máy điện toán của con trai ông. Thì quý vị thấy khi mà Ủy ban Hạ viện, Giám sát Hạ viện phát hiện ra một số thông tin từ máy tính điện toán của con trai ông Joe Biden, họ đã cho shutdown kế mạng của New York Post trong vòng 24 tiếng. Còn đối với ông Trump, ông lên, ông chỉ nói về cái ngày 6 tháng Giêng năm 2021, thì tất cả mọi người, tất cả Big Tech đều vào và shutdown. Không có ngày có thể mở lại.
Nhưng mà vừa rồi thì trong những tháng 1 vừa rồi thì Twitter khi mà dưới sự kiểm soát của tỷ phú Elon Musk đã mở lại. Nhưng mà chưa chắc mở lại ông đó xài. Nhưng họ đã mở lại tại vì đây vì sao? Những công ty social media là những tiếng nói tự do của người dân chứ không phải là những tiếng nói bị bóp nghẹt. Họ đang dùng một cái vòng kim cô để bóp lại những tiếng nói không có là họ không có fair. Họ nói là kích động bạo loạn, kích động bạo loạn, kích động bạo loạn nhưng mà họ không coi thử nó là những cái gì. Với mới há miệng cái là nó bóp lại rồi. Và máy điện toán xách tay của Hunter Biden là trọng tâm các cuộc điều tra của Cộng hòa vì trong đó chứa hàng loạt tài liệu và hình ảnh quan trọng về con trai của đương kim tổng thống. Tờ New York Post vào tháng 10 loan tin những email trong máy điện toán là những bằng chứng giao dịch làm ăn đen tối của Hunter Biden với Ukraine và Trung Quốc. Thì quý vị thấy trong máy điện toán xách tay của Hunter Biden có những giao dịch làm ăn đen tối với Ukraine và Trung Quốc. Và chúng ta quay lại về tài liệu mật của ông Joe Biden cũng liên quan, chắc chắn một điều sẽ liên quan đến Ukraine và Trung Quốc, bởi vậy ông mới giấu đi. Ông mới giấu đi chứ không phải là người ta nói là không có gì gọi là vô tình mà phải có sự cố ý. Chứ không có phải là không không tự nhiên ông đi cướp mấy cái tài liệu đó nếu mà không có gì ảnh hưởng tới tới ông hết. Và ông nói là ông không biết, không biết, không biết, không biết, và ông đổ lỗi cho người mà cái cô mà trợ lý và phụ trách về cái vấn đề mà dọn dẹp sau nhiệm kỳ của ông thì ông đổ lỗi cho người ta. Nhưng mà ông nói là ông không biết về những cái chuyện này. Nhưng mà chắc chắn đối với chúng ta là những cái đầu mà minh mẫn, chúng ta thể thấy tất cả những cái tài liệu mật của ông Joe Biden chắc chắn nó sẽ liên quan đến những giao dịch làm ăn của Hunter Biden, liên quan đến gia đình ông, liên quan đến con trai ông mới giấu đi. Và đặc biệt trong máy điện toán xách tay cũng là những bằng chứng làm ăn đen tối của Hunter với Ukraine và Trung Quốc. Nhưng khi cơ quan truyền thông muốn đăng bài báo trên chương mục của Twitter của mình thì bị công ty ngăn chặn với lý do vi phạm quy định chống tài liệu bị xâm nhập. Quý vị thấy đó. Có nghĩa là lúc đó Twitter dưới sự kiểm soát của Thanh Phương thì không nhớ tên của người chủ của Twitter là ai. Nhưng mà lúc đó là những người này thuộc về cánh tả thì chắc chắn họ sẽ nói là vi phạm, tại vì của họ họ có quyền mà. Mình đi vào nhà của người ta có quyền cho mình vào hay không? Thì chắc chắn Twitter lúc đó thời điểm đó họ có quyền, họ không cho tờ New York Post đăng cũng như những cơ quan truyền thông muốn đăng bài báo này đều bị ngăn cản. Và trong phiên điều trần vào hôm ngày 8 tây tháng 2, Ross nhắc đi nhắc lại một trong những lo ngại của chúng tôi trong suốt cuộc bầu cử 2020 và đặc biệt liên quan đến những bài báo về máy điện toán của Hunter Biden từ New York Post vào tháng 10 năm 2020 và niềm tin của ông ta rằng Twitter không có những hành động phù hợp với những nỗ lực bóp méo thông tin của Nga trên mạng xã hội của họ vào năm 2016 và không muốn lặp lại sai lầm vào năm 2020. Ross cho hay Twitter và các công ty kỹ thuật khác cùng bắt tay xây dựng mối quan hệ chia sẻ thông tin chặt chẽ hơn với thực thi công lực như FBI để đối phó với những đe dọa từ nỗ lực bóp méo thông tin của Nga tương tự như năm 2016. Theo ông, Twitter phạm sai lầm trong vụ này liên quan đến Hunter Biden vì chúng tôi muốn tránh lặp lại sai lầm vào năm 2016. Có nghĩa là họ đang đổ lỗi là họ không có muốn lặp lại những cái sai lầm vào 2016 nên bắt buộc họ phải shut down tờ New York Post. Ross cũng cho Jim Jordan, Cộng hòa Ohio hay FBI không cho ông ta biết thông tin về Hunter Biden sai hay là kết quả của vụ xâm nhập. Ross cũng cho biết ông chưa bao giờ liên lạc với FBI để biết liệu những câu chuyện của Hunter Biden trên New York Post có liên quan đến những gì FBI và cộng đồng tình báo đã cảnh báo công ty trước cuộc bầu cử hay là không. Thì quý vị thấy đó, họ nói là họ không có biết, họ không có liên lạc, họ không làm gì cả. Và họ tự ý họ nói và không phải là họ tự ý đâu mà Ủy ban giám sát Hạ viện của Đảng Dân chủ đã yêu cầu Twitter phải shut down New York Post và cấm không cho những cơ quan truyền thông khác chia sẻ về thông tin này. Đó là những cái thông tin. Thì chúng ta với sự kiểm soát của Hạ viện vào năm 2023 vào Quốc hội một thứ 118
và Chủ tịch Hạ viện là ông Kevin McCarthy, chúng ta hy vọng sẽ có những điểm sáng và những cái vụ việc mà trước giờ bị giấu đi sẽ được đưa ra ánh sáng cho công chúng được theo dõi. Những gì gia đình Biden đã làm đối với nước Mỹ như thế nào và cuộc bầu cử năm 2020 có điểm gì? Khánh Phương không có nói là cuộc bầu cử đó là sai, là gian lận hay là sai trái. Mình không đề cập, khoan đề cập tới vấn đề đó. Và bây giờ mình hãy coi đảng Cộng Hòa sẽ làm được gì để có thể mà tẩy đi những cái vết bẩn mà đảng Dân Chủ cố ý đổ lên cho những thành viên của đảng Cộng Hòa trong năm 2023 dưới sự kiểm soát của ông Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Và một bản tin tiếp theo Thanh Phương muốn chia sẻ trong ngày hôm nay là chúng ta đã sẵn sàng cho một nữ tổng thống đảng Cộng Hòa hay không? Thì chắc chắn rồi, thì vào ngày 15 tháng 2 này, thì theo như chúng ta đã biết và những cái gì bà Nikki Haley bà có đăng trên Twitter, bà đăng lên một cái poster, bà nói là vào ngày 15 tháng 2 này bà sẽ có một cái thông báo quan trọng. Và hầu như mọi người đều có thể dự đoán được là bà Nikki Haley có khả năng ra tranh cử tổng thống 2024. Vậy, từ trước đến giờ Hoa Kỳ chưa có một nữ tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa. Vậy, chúng ta hãy chờ đợi xem. Chúng ta đã sẵn sàng nếu nước Mỹ có một nữ tổng thống mà thuộc về đảng Cộng Hòa nha quý vị. Thành Phương không có mong đợi bà Kamala Harris thuộc đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống. Tại vì mình không biết là đằng sau đảng Dân Chủ sẽ có những cái gì. Nhưng mà nếu mà một siêu cường quốc tế dưới sự lãnh đạo của bà Kamala Harris mà đi đâu bà cũng cười hết thì mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho Hoa Kỳ. Bà Nikki Haley dự kiến sẽ tuyên bố ra tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, cạnh tranh với cựu tổng thống Donald Trump và một số nhân vật khác. Và một số nhân vật khác mọi người có thể dự đoán được là ông Ron DeSantis của Florida hoặc là cựu phó tổng thống Mike Pence. Theo một nhận định trên trang tin Newsweek, không có gì đáng ngạc nhiên khi bà Haley đã để mắt đến một chiếc ghế tổng thống. Haley là cựu thống đốc bang South Carolina và từng là đại sứ tại Liên Hiệp Quốc trong gần 2 năm dưới thời của chính quyền Trump. Câu hỏi được đặt ra hiện nay là liệu nước Mỹ có sẵn sàng cho một nữ tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa hay chưa? Mặc dù bà Haley không giữ chức vụ nào trong chính quyền kể từ năm 2018, sau khi bà từ chức đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà vẫn hành xử cẩn thận một cách có chú ý, vẫn xuất hiện trong mắt công chúng, để khi thời điểm này đến, mọi người vẫn nhớ đến bà. Bà Haley vẫn luôn tham gia vào các hoạt động chính trị liên quan. Bà đã ủng hộ những phụ nữ tranh cử vào Quốc hội thông qua Ủy ban Hành động Chính trị của mình. Bà đã viết hai cuốn sách, một cuốn về thời gian hoạt động chính trị của bà và một cuốn còn lại về các nhà lãnh đạo nữ. Giờ đây, vào năm 2023, bà đang ở một vị trí độc nhất về kỹ năng, thành tích và vị thế so với các ứng cử viên trong đảng Cộng Hòa. Không giống như các ứng cử viên nữ trước đây của đảng Dân Chủ như bà Hillary Clinton hay Sarah Palin, bà Haley có nhiều kinh nghiệm về chính trị, khả năng lãnh đạo và cách xử lý khéo léo đối với các phương tiện truyền thông. Và nhắc đến một số ứng cử viên nữ trước đây của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton hay bà Sarah Palin. Chúng ta cũng nhớ vào năm 2020, thì lúc đó thì cũng nổ ra một tin đồn có thể là bà Michelle Obama ra tranh cử tổng thống. Khi mà nghe tên bà Michelle Obama, Thánh Phương không biết nghe. Với dưới thời của ông Obama là một tổng thống người da đen, da màu. Thì nếu mà sau nhiệm kỳ của đợt đó năm 2020 mà nếu mà không phải là ông Joe Biden mà bà Michelle Obama ra tranh cử thì mình không biết sẽ như thế nào. Chắc chắn là với cái những cái xử lý của đảng Dân Chủ mà để cho cái cuộc bầu cử 2020 thành công, thì nếu mà không phải là ông Joe Biden mà bà Michelle Obama, chắc chắn chúng ta sẽ có một nữ tổng thống người da đen lần đầu tiên tại Hoa Kỳ. Và bây giờ vào năm 2024 chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Mà hopefully thì bà Nikki Haley thì bà cũng ra tranh cử tổng thống cùng với cựu tổng thống Donald Trump, cựu phó tổng thống Mike Pence và thống đốc Florida Ron DeSantis. Thì mình hãy chờ xem ai sẽ là ứng cử viên tổng thống cho năm 2024 của đảng Cộng Hòa.
và phí đảng Dân Chủ sẽ là ai? Hiện tại, ông Joe Biden đang mất lòng của đa số người dân Mỹ, tại vì họ nói nước Mỹ đang đi sai hướng, thì về phía đảng Dân Chủ sẽ đưa ai ra ứng cử viên của Tổng thống 2024? Ngoài Joe Biden hay là Kamala Harris, chúng ta hãy chờ xem. Và Thanh Phương rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bình luận thời sự cùng Thanh Phương trên hệ thống đài truyền hình VBS 57.6. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và luôn may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.